Đây là đảo nhân tạo ven biển lớn nhất thế giới. Nó được xây dựng hoàn toàn từ cát và đá. Đường biển của Dubai từ đó chuyển từ đường thẳng sang đường cong, kéo dài thêm 520 km. Từ mặt trăng cũng có thể nhìn thấy. Tổng kinh phí để xây dựng quần đảo này là khoảng 45,8 tỷ dirham. Nó chia thành đảo Palm Jumeirah, Palm Reber Ali và đảo nhân tạo Palm Jaeirah, tên gọi chung là quần đảo cây cọ Dubai. Trên mỗi hòn đảo đều có rất nhiều biệt thự, khu chung cư cao cấp và khu vui chơi giải trí cao cấp. Nhưng đến nay, chỉ có đảo Palm Jumeirah được hoàn thành. Mỗi hòn đảo được cấu tạo từ 3 phần, phần thân cây chính giữa, phần tán cây phân tán rộng ra và phần đuôi hình tinh nguyệt. Palm Jumeirah bao gồm 17 nhánh và một thân cây trung tâm được bao quanh bởi một đê chắn sóng dài 11 km hình lưỡi liềm. Quần đảo nhân tạo có kích thước khoảng 5 x 5 km và có diện tích khoảng 800 sân bóng đá. Trên đảo còn trồng 12.000 cây cọ, có 12.000 nhà ở tư nhân tại đây và hơn 10.000 căn chung cư, có thể chứa đến 60.000 người. Giá cho mỗi căn nhà có diện tích 300m² trên đảo là khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ. Dù giá cao nhưng những bất động sản này đã bị bán hết từ khi chỉ mới là bản vẽ. Trong đó có rất nhiều minh tinh nổi tiếng trên thế giới như Brad Pitt, Angelina Jolie và nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng khác. Quần đảo cây cọ sau khi được hoàn thành sẽ trở thành kỳ quan thứ 8 của thế giới. Trong video này, chúng ta hãy cùng nhau đi xem hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới này nhé! Tiếp tục nói về lịch sử của Dubai. Dubai trước kia chỉ là một ngôi làng nhỏ cực kỳ lạc hậu, nhưng sau đó ở đây phát hiện một lượng lớn tài nguyên dầu mỏ. Từ đó nơi này bắt đầu thay đổi và phát triển một cách thần kỳ, trở thành một thành phố giàu có nổi tiếng thế giới. Nhưng người ta thường nói, ăn không ngồi rồi không phải kế sách lâu dài, tài nguyên dầu mỏ cứ khai thác mãi thì cũng đến lúc cạn kiệt. Vậy nên, chính quyền Dubai bắt buộc phải tìm được nguồn thu khác ngoài dầu mỏ, biến Dubai thành một địa điểm du lịch hoàn hảo, bốn mùa thời tiết trời quang mây tạnh, bãi cát đẹp, nước biển trong veo, mỗi năm sẽ đón tiếp khoảng 5 triệu du khách. Cuối cùng, chính phủ Dubai đã quyết định phát triển ngành du lịch, vậy nên mới đưa ra kế hoạch xây dựng đảo cây cọ. Bắt đầu thi công từ năm 2001, dự án này mới đội thiết kế nổi tiếng nhất của thế giới lúc bấy giờ. Xây dựng một hòn đảo cực lớn ở trên biển cả mênh mông không phải là chuyện dễ dàng gì. Việc đầu tiên mà các kỹ sư cần cân nhắc là điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại đây. Sóng lớn quanh năm, đê chắn bắt buộc phải cao từ 3 mét trở lên mới có thể bảo vệ sự an toàn của hòn đảo. Toàn bộ đê chắn sau khi hoàn thành dài đến 11 km. Nơi này đã xây dựng đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Toàn bộ chi phí để xây dựng hòn đảo được cho rằng lên đến 45,8 tỷ dirham, tức khoảng 12 tỷ đô la, gấp khoảng 13 lần chi phí xây dựng tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Khoảng 50 chiếc tàu lớn đã được sử dụng để phục vụ công trường khổng lồ này. Công đoạn đầu tiên là đội thi công phải nạo vét hết cát dưới đáy biển lên, rồi vận chuyển và đổ số cát này ở địa điểm được chỉ định. Từ từ tạo nên một ngọn núi cát cao vài mét từ đáy biển. Hơn nữa, các công nhân chỉ có thể làm việc khi biển lặng, nếu không núi cát ở dưới đáy biển rất dễ bị sóng cuốn đi mất. Sau đó dùng tàu vận chuyển phủ trên lớp cát một lớp đá cứng để gia cố vững chắc hơn. Có khoảng 300 triệu tấn đá vụn đã được đưa đến đây. Mỗi ngày đều không ngớt người thi công. Công trình sàn lấp bên trong đảo cũng được đồng thời tiến hành. Muốn hoàn thành việc xây dựng hòn đảo, chỉ tính riêng cát thôi đã cần tới 31 km khối. Đến đây chắc có nhiều bạn thắc mắc, các sa mạc ở Dubai nhiều cát thế, sao không lấy cát đó san lấp cho đỡ tốn kém? Dù nơi này là vùng sa mạc nhưng cát trong sa mạc lại rất mịn và quá tơi xốp, không phù hợp cho các công trình xây dựng. Và lại, cát biển không chỉ có độ dính cao, trữ lượng rất lớn mà còn thuận tiện vận chuyển. Sau phát hiện này đã tiết kiệm được hàng tỷ đô la. Đội tàu nạo vét cát làm việc suốt ngày đêm để tạo ra phần thân cây và 17 nhánh lá bên trong. Để tạo hình dáng cây cọ hoàn hảo, đòi hỏi mức độ tỉ mỉ và cẩn thận cao, do đó các kỹ sư đã áp dụng công nghệ DGPS tân tiến nhất thời điểm đó. Một vệ tinh được đưa vào không gian ở độ cao khoảng 676 km để định vị chính xác hình dạng của đảo, giúp các tàu nạo vét phun cát vào vị trí với độ chính xác tuyệt đối. Hòn đảo hình thành với diện tích tương đương với 600 sân bóng đá và lớn gấp 4 lần công viên 2 London. Nhưng quá trình xây dựng vẫn cực kỳ khó khăn, việc thi công cần các công nhân mỗi ngày cõng trên người máy tiếp nhận tín hiệu vệ tinh cực nặng, đi bộ trên đảo để định vị. Đó là công việc gian khổ.
nhiệt độ mùa hè ở Dubai có thể lên đến 48 độ C. Cứ như vậy, công trình được tiến hành một cách khó khăn cho đến khi hòn đảo cơ bản được dựng lên. Nhưng lúc này, các kỹ sư lại phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hệ thống tuần hoàn nước trên đảo xảy ra vấn đề. Nước biển trên đảo và nước biển bên ngoài do sự ngăn cản của đê chắn sóng nên hoàn toàn không có tính lưu động. Như vậy thì nước trên đảo sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng, thời gian dài sẽ phát ra mùi hôi giống như ao tù vậy. Vậy nên trong quá trình xây dựng bắt buộc phải chỉnh sửa thiết kế. Các kỹ sư tính toán, thử nghiệm, cuối cùng đưa ra phương án giải quyết bằng cách đục hai khe xuyên qua vòng bảo vệ bên ngoài cho nước biển đi vào. Như vậy nước biển trong đảo sẽ được tuần hoàn liên tục. Trải qua 2 năm thi công không ngừng, năm 2003, đảo Cây Cọ Dubai đã hoàn thành việc bồi đắp nền móng. Nhưng những thách thức lớn nhất cho các kỹ sư vẫn còn chưa xuất hiện, bởi vì toàn bộ vật liệu trên đảo chỉ là đá và cát. Làm thế nào để xây dựng các công trình bên trên mà vẫn đảm bảo an toàn? Mà cát thì không ổn định, chỉ cần xảy ra một địa chấn nhỏ từ đáy biển cũng đủ để khiến toàn bộ công trình tiêu tan. Ngoài ra, cát cũng cần thời gian để nén chặt để đủ cường độ chịu lực cho các công trình xây dựng. Palm Jumeirah cần được gia cố đủ chắc chắn để chống chịu những cơn địa chấn. Các kỹ sư tính toán rằng họ cần nén chặt các lớp cát tới độ sâu 12 mét, quá sâu để có thể đợi một quá trình tự nén chặt. Giải pháp duy nhất là khoan gần 200.000 chiếc lỗ bằng máy móc lớn. Sau đó đưa máy rung vào sâu bên trong, dùng lực rung cực mạnh khiến cho cát sỏi dần dần tụ lại với nhau, từ đó đạt được sự chắc chắn cần có. Phương pháp này được gọi là nén nhờ rung động. Nước với áp lực lớn đẩy thiết bị vào sâu trong lòng đất. Đầu thiết bị tạo rung động cho cát xung quanh khu vực và cát được nén lại. Khi cát đã tăng độ chặt và lắng xuống, cát được bơm thêm vào. Quá trình được thực hiện cho tới khi nền đạt được độ cứng thiết kế. Công việc này được thực hiện trong suốt 8 tháng, Palm Jumeirah giờ đây đã sẵn sàng cho xây dựng các công trình. Tuy nhiên, dự án xây dựng quần đảo Cây Cọ đã trở thành một nguyên nhân phàn nàn của các nhà hoạt động môi trường. Tổ chức Hòa Bình Xanh đã chỉ trích quần đảo Cây Cọ vì thiếu tính bền vững, làm giảm sự sống thủy sinh của khu vực, xói mòn đất ven biển và vận chuyển trầm tích không đều dọc theo bờ biển. Hầu hết các thiệt hại về môi trường là do các trầm tích bị khuấy động bởi việc xây dựng. Nó làm tổn thương động vật biển xung quanh và giảm lượng ánh sáng mặt trời xuống thảm thực vật biển. Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên công bố vào năm 2006, áp lực con người của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đối với các hệ sinh thái toàn cầu cao nhất thế giới. Đất nước này được cho là hiện nay không bền vững hơn 5 lần so với bất kỳ quốc gia nào khác. Nó cũng đề cập rằng việc xây dựng từ trước đến nay đã gây ra nhiều thay đổi sinh thái và môi trường có thể nhìn thấy và là một mối đe dọa cho tương lai.